Trong ngày thi đấu 28 tháng 7 của Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài với những vận động viên với rất nhiều những nỗ lực, và hãy cùng chúng tôi điểm qua thành tích của các vận động viên thể thao Việt Nam trong phần đầu của bản tin ngày hôm nay. Đây là phần thi của hai tay trèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo trong buổi sáng ngày thi đấu 29 tháng 7. Có 6 cặp vận động viên tham dự thi đấu phân hạng nhóm C nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ của môn rowing. Hai cặp đôi của chúng ta là Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã thi đấu rất cố gắng và xếp thứ nhì trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng về cuối cuộc đua, cặp vận động viên của Áo đã vượt lên để chiếm lấy vị trí thứ nhì. Chung cuộc, cặp đôi của chúng ta khép lại Olympic Tokyo với vị trí thứ ba ở phần thi đấu phân hạng nhóm C, thời gian 7 phút 19 giây 05. Về nhất là cặp vận động viên của Argentina. Ở thời điểm hiện tại, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ của đội tuyển bắn cung Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài ở vòng 1-3-2 môn bắn cung. Nội dung đơn nam gặp đối thủ là cung thủ của Đài Bắc Trung Hoa Tang Chin Chun. Kết quả phân thi của Phi Vũ sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần sau của bản tin. Trong khi đó, vào lúc 17 giờ chiều nay, kỳ ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ bước vào vòng loại nội dung 800m tự do nữ. Phần thi của Ánh Viên sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trên kênh VTV5, VTV6 và ứng dụng VTV Go. Kính mời quý vị theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên của chúng ta.